Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 14 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa yêu cầu khẩn trương khắc phục các sai phạm tồn tại trong quản lý, vận hành công trình thủy điện Hố Hô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung nội dung quy trình vận hành hồ chứa, lấy ý kiến các sở, ban ngành, địa phương liên quan để trình Bộ Công Thương thẩm định phê duyệt. Trước đó, với 5 hành vi vi phạm về quản lý tài nguyên nước, Công ty Cổ phần Thủy điện Hố Hô Hà Tĩnh đã bị Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 115,5 triệu đồng. Cùng với Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia, hiện nay Việt Nam được đánh giá là thị trường đứng thứ tư thế giới về tiêu thụ xe máy. Theo số liệu vừa công bố, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAM, tổng doanh số bán xe máy năm 2016 của 5 thành viên của VAM đạt hơn 3,12 triệu xe, tăng 9,5% so với mức bán ra 2,85 triệu xe năm 2015. Trong đó, lượng xe bán ra trong tháng 6 cuối năm 2016 đạt gần 1,7 triệu, tăng gần 20% so với lượng xe bán ra 6 tháng đầu năm. Việt Nam được đánh giá là thị trường đứng thứ tư thế giới về tiêu thụ xe máy cùng với Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia và trở thành tâm điểm của hàng loạt hãng xe máy lớn trên thế giới đổ tiền để đầu tư các nhà máy sản xuất. Từ nay, tất cả những nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa môi trường và khoa xây dựng của Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội ứng dụng thực tế ngay tại khu công nghiệp Hiệp Phước. Đây là một trong những nội dung trong thỏa thuận hợp tác toàn diện mà trường đại học này với khu công nghiệp Hiệp Phước nhằm tạo điều kiện thêm cho sinh viên sáng tạo, thậm chí có việc làm ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Các nghiên cứu về môi trường của sinh viên cũng sẽ được ưu tiên ứng dụng và tài trợ kinh phí thực hiện. Một trong những nghiên cứu đầu tiên của sinh viên mà khu công nghiệp Hiệp Phước sẽ triển khai thực tế đó là nghiên cứu cải tiến công nghệ, phương án vận hành hệ thống xử lý ô nhiễm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp có nguy cơ ô nhiễm cao. Chương trình hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết Xuân Đoàn viên 2017 sẽ tổ chức cho gần 1.500 sinh viên với 34 chuyến xe từ Hà Nội về 18 tỉnh thành ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Ngoài hỗ trợ miễn phí các chuyến xe về địa phương, các bạn sinh viên còn được ban tổ chức trao quà tặng và các phần quà mang hương vị Tết cổ truyền dân tộc. Theo đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, chương trình hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết với những chuyến xe ngày Tết sẽ là nguồn động viên quý giá đầu năm mới, giúp sinh viên trở về sum họp dưới mái ấm gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Vào những tháng cuối năm 2016, trên địa bàn Quảng Trị nói riêng và miền Trung nói chung, thời tiết mưa gió kéo dài đã làm cho một số địa phương trồng hoa bị mất mùa. Tuy nhiên, ở Quảng Trị đến thời điểm này, thời tiết lại thuận lợi, người dân trồng hoa chậu rất phấn khởi vì được mùa. Chị Phan Thị Hiếu ở làng hoa An Lạc, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Năm nay, gia đình chị trồng 1.000 chậu hoa các loại như cúc, thực dược, hồng. Với những nụ hoa cúc ra đều như thế này, chị Hiếu rất yên tâm vì hoa sẽ nở đúng dịp Tết. Trước hết mình phải cân chủ yếu là cái giống, sau đó là những các thời kỳ phân bón thì mình phải thay đổi phân để cho vào dịp Tết cho đúng Tết hoa. Khí hậu thì khắc nghiệt nhưng hoa vẫn nở đầy theo dịp Tết tốt. Năm nay là hoa rất là đẹp, kể cả đến gia đình chúng tôi, đến các những hồ riêng bên những hồ khác thì cũng hoa vẫn rất là đẹp. Toàn làng hoa An Lạc có 70 hộ trồng hoa, trong đó có 20 hộ trồng hoa chậu. Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2017, các hộ đã trồng được 25.000 chậu hoa. Thị trường của làng hoa An Lạc năm nay không chỉ ở Quảng Trị mà còn vươn ra các nơi khác trong cả nước. Mặc dù cái thời tiết nó khó khăn, mưa dày kéo dài nhưng mà cũng bà con tập trung chăm bón, làm đúng quy trình kỹ thuật cho nên hiện nay hoa phát triển rất là tốt. Tập trung đưa thêm một số giống hoa mới, đó là hoa chuông, rồi già yến thảo, đáp ứng được cái nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Nhiều nhà vườn trồng hoa chậu ở làng An Lạc bây giờ không chỉ trồng hoa để bán trong dịp Tết, mà đây còn là nơi cho các du khách trong và ngoài tỉnh Quảng Trị đến tham quan và ngắm cảnh đẹp mỗi dịp Tết đến xuân về.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, quy hoạch chăn nuôi lợn gắn với thị trường chung và tiềm năng của từng địa phương. Bên cạnh đó, việc mở rộng quy mô đầu lợn trên địa bàn phải căn cứ vào tín hiệu của thị trường, nhất là quy mô đàn lợn nái, khuyến khích thay đổi cơ cấu giống và phát triển các giống cao sản, giống đặc sản để đa dạng hóa sản phẩm và tránh rủi ro, đồng thời đa dạng hóa phương thức chăn nuôi, không quá chú trọng phát triển chăn nuôi lợn công nghiệp mà cần chú ý phát triển mô hình chăn nuôi lợn bán công nghiệp gắn với chăn nuôi truyền thống và chăn nuôi hữu cơ, thế mạnh của loại hình chăn nuôi nông hộ. Việc phát triển chăn nuôi lợn quá nóng đang tạo nên sự mất cân đối cung cầu, gây hệ lụy không nhỏ đối với lĩnh vực chăn nuôi. Ban chỉ đạo 389 của Thành phố Hồ Chí Minh vừa họp đánh giá công tác kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón tại địa bàn huyện Bình Chánh, một địa bàn sản xuất phân bón trọng điểm của thành phố. Qua kiểm tra 44 cơ sở sản xuất phân bón tại Bình Chánh đã phát hiện 10 trường hợp không có giấy phép sản xuất. Cơ quan chức năng đã lấy 56 mẫu kiểm nghiệm thì có đến 10 mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Kiểm tra tại tất cả quận, huyện của thành phố thì có đến 20 cơ sở sản xuất phân bón không có giấy phép. Nhiều cơ sở không đạt tiêu chuẩn chất lượng, nhãn mác hàng hóa, gây ô nhiễm môi trường. Cơ quan chức năng đã phạt các lỗi vi phạm hơn 2 tỷ 500 triệu đồng. Ban chỉ đạo 389 quốc gia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh còn buông lỏng công tác quản lý sản xuất kinh doanh phân bón. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh đã kiểm điểm lãnh đạo 9 xã và 4 đơn vị đã buông lỏng công tác quản lý trên địa bàn. Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Nguyên, địa chỉ 152/22 Lạc Long Quân, thành phố Pleiku, Gia Lai đã dùng các phụ gia và hương liệu Trung Quốc để chế biến, sản xuất cà phê. Tuy nhiên, cơ sở này lại không có giấy phép kinh doanh sản xuất cà phê. Đã có 60 can nhựa loại 5 lít và loại 20 lít tạo hương liệu bị đoàn liên ngành phát hiện bên hông xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Nguyên, địa chỉ 152/22 Lạc Long Quân, thành phố Pleiku. Trên mỗi can chỉ có một mẫu giấy trắng ghi các thông số sử dụng, rất nhiều can ghi rõ nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Nhà xưởng này hoen rỉ, ẩm thấp, nền gạch nứt nẻ, chứa hàng trăm ký nguyên liệu cà phê nhân và cà phê thành phẩm. Mùi hương liệu và cà phê cháy quyện lại, xộc vào mũi rất nồng, khó chịu, khiến ai cũng có cảm giác buồn nôn. Thời điểm kiểm tra, cơ sở không cung cấp được giấy phép sản xuất cà phê lẫn giấy tờ nguồn gốc số hóa chất trên. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 105 bánh pháo nổ vượt biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam. Đối tượng Hoàng Văn Khoan khai nhận, lợi dụng sự sơ hở của bộ đội biên phòng, Khoan đã vượt sông biên giới sang Hà Khẩu để vận chuyển thuê với tiền công là 500.000 đồng. Khi về đến khu vực bờ sông biên giới, khu vực gần cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành, thành phố Lào Cai thì bị phát hiện và bắt giữ. Khi nhắc đến học vẽ, nhiều người thường liên tưởng đến lớp học dành cho các em nhỏ, nơi các em được cầm bút vẽ và thỏa sức sáng tạo với màu sắc, với những bức tranh. Thế nhưng ngay tại Hà Nội có một lớp học vẽ đặc biệt, lớp học vẽ ký ức, chỉ nhận học viên từ 45 tuổi trở lên. Mặc dù chỉ mới mở được hơn một năm nay, nhưng lớp học này đã thu hút được rất nhiều người cao tuổi tham gia. Tham gia lớp học vẽ ký ức, cầm bút vẽ ở cái tuổi đã ngoài lục tuần, bà Nguyễn Thị Hà không tránh khỏi vụng về, lóng ngóng bởi trước đó bà chưa từng cầm cây cọ vẽ. Bạn bè cũng có người học xong rồi rủ. Đấy, sau đấy thì là họ cho cái đường link của cái Facebook này. Thế là tôi vào xem và tôi thấy là cũng rất là hay. Thế là mình bây giờ đang rảnh mà. Thì là mình cũng đi học, bởi vì nói thật là cái ước mơ mà được vẽ của mình ấy là nó từ nhỏ. Cái này nó sẽ thỏa mãn được những cái đam mê của mình, cũng như là mình nghĩ rằng là nó sẽ giúp cho mình thư giãn, cũng như là giúp cho cái đoạn cuối cùng của cuộc đời mình nó sẽ ý nghĩa nhiều hơn. Vượt qua những ngại ngùng ban đầu, khi tham gia lớp học vẽ ký ức, chỉ sau một vài buổi học với sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo, những người cao tuổi như bà Hà lại có thể vẽ được những bức ký họa, bức tranh tĩnh vật, tranh phong cảnh. Là các bác được học rất là nhiều chất liệu chứ không phải như những chỗ khác. Ví dụ như các bác có thể được tìm hiểu về sơn acrylic,
được tìm hiểu về lụa, tìm hiểu về sơn mài và màu nước. Và khi mà tên lớp vẽ ký ức là vì tại sao? Là khi mà các bác đến đây thì các bác sẽ vẽ lại những cái ký ức mà các bác đã từng trải qua. Ví dụ khi mà các bác đi đến một chỗ nào đấy thì các bác có thể vẽ lại những cái phong cảnh nơi mà mình đã từng đến. Và ví dụ như là các bác có thể vẽ tranh chân dung trong những người thân trong gia đình mình, những thứ là liên quan đến ký ức của các bác. Tham gia lớp học chỉ một tuần một buổi, nhưng đây là quãng thời gian đáng quý để các học viên trong lớp có thể sống thư thả với những cảm xúc và ký ức của mình. Đến đây vừa học vẽ lại vừa nghe nhạc và mọi người là giáo viên thì tận tình hướng dẫn rất là tốt. Thế mà mình thích là mình vẽ để ra một cái tác phẩm mà của mình nó xấu hay đẹp thì có người nhận xét thì mình rút kinh nghiệm. Người ta tìm đến đây không chỉ để học vẽ mà còn để giao lưu, chia sẻ vui buồn trong đoạn đường đời mà họ đã đi qua. Lớp vẽ ký ức thì đã được bọn mình mở được cách đây hơn một năm rồi. Và thực sự là bọn mình cũng muốn mở một sân chơi về nghệ thuật dành cho các bác, các cô. Bạn biết thì là hiện tại bây giờ thì chưa có một nơi nào có một cái mở một cái sân chơi về nghệ thuật cho các bác. Nên mình nghĩ rằng các bác các cô cái độ tuổi từ ngoài 45 trở lên rồi ấy, thì rất muốn là có những cái hoạt động về nghệ thuật để có thể là nâng cao được đời sống tinh thần. Mình cũng muốn là cái lớp vẽ ký ức có thể là được nhiều các cô các bác biết đến và có thể là tham gia lớp để cho lớp ngoài cái chuyện là nâng cao đời sống tinh thần thì mọi người có thể là giao lưu với nhau, có thể nói chuyện hàn huyên để có duy trì niềm vui của cuộc sống. Nghệ thuật duy trì niềm vui sống trong cái hối hả của cuộc sống thường ngày, lớp học vẽ ký ức thật sự là nơi để những người cao tuổi tạm gác những ưu phiền để sống ý nghĩa hơn. Bản tin trưa ngày 14 tháng 1 đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.